Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý sau đây. Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 600 tỷ đô la Mỹ. Đà Lạt đứng đầu trong top 10 điểm đến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Sự đổi thay ở xã vùng biên Sơn La. Giải pháp khi clip xấu độc bủa vây trẻ nhỏ. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của các trang du lịch lớn, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đứng đầu trong top 10 điểm đến được du khách Việt Nam lựa chọn nhiều nhất trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Kế đến là Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Sapa, Hội An, Hạ Long, Mũi Né. Với thời tiết mát mẻ quanh năm và khung cảnh núi rừng Tây Nguyên yên bình, Đà Lạt được gọi tên ở vị trí đầu tiên trong danh sách các điểm đến được du khách lựa chọn nhiều nhất cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Thành phố ngàn hoa mang đến một kỳ nghỉ đáng nhớ với cảnh vật nên thơ của những nhà thờ xinh xắn, những con sóc khúc khuỷu và những vườn hoa đầy sắc màu. Khảo sát cũng cho thấy khách sạn, resort, hostel, căn hộ và villa là những loại hình lưu trú được du khách Việt Nam lựa chọn và đặt chỗ nhiều nhất trong thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, hiện nay lượng du khách đặt phòng khu vực trung tâm Đà Lạt dịp lễ này đã đạt trên 90% và dự báo sẽ cháy phòng. Vì vậy, lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các cơ sở lưu trú xa trung tâm hướng dẫn tạo điều kiện để du khách có nơi nghỉ thuận lợi khi đến với thành phố hoa xinh đẹp. Chuẩn bị cho nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và đón hè tới, các tỉnh, thành phố và đơn vị khai thác du lịch đang triển khai nhiều chương trình mở cửa kích cầu du lịch. Theo thống kê từ Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, hơn 80% doanh nghiệp đã mở cửa trở lại. Các tour du lịch tăng mạnh so với năm 2020 và gần bắt kịp tăng trưởng so với năm 2019. Lượng khách phục hồi khoảng 80-90%. Đà Nẵng đang ghi nhận những tín hiệu khả quan khi lượng khách đến thành phố tăng trưởng mạnh, nhất là dịp lễ sắp đến. Tại nhiều cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, công suất phòng vào thời điểm này đạt từ 60-80%. Thậm chí nhiều khách sạn đã kín phòng. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong dịp lễ tới bởi những ưu đãi đặc biệt, kích cầu sâu về giá. Các công ty liên tục tư vấn, nhận đặt tour cho khách, đặc biệt là khách ở các tỉnh lân cận và hai đầu thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cho dịp lễ sắp tới. Chúng tôi tạo những cái sản phẩm tiện ích, combo, giá thấp nhưng mà chất lượng cao. Số lượng khách của Vitour thì nếu mà tính ra mà khách mà đi trọn gói thì nó trên dưới khoảng 2.000, còn khách mà đi lẻ thì rất đông. Chúng tôi tạo ra những cái combo, ví dụ như là combo phòng với vé máy bay, phòng với nhà hàng, phòng với spa. Thì những chương trình kích cầu này, những cái gói sản phẩm này với một cái chương trình mới, một cái giá rất là hấp dẫn, và chúng tôi vẫn duy trì tiêu chuẩn 5 sao trong khách sạn, thì cái lượng khách trong những cái ngày 34 và 1 năm chúng tôi là khá là đông rồi. Dự kiến là nó đã gần tiệm cận số 50% công suất phòng. Điểm nhấn của đợt kích cầu này của Đà Nẵng là ngành du lịch cùng các địa phương tập trung vào thông điệp điểm đến an toàn, hướng đến chất lượng cao hơn cho du khách. Đặc biệt với dự án phát triển kinh tế đêm, sự liên kết chặt chẽ giữa các điểm, khu du lịch, hoạt động mua sắm sau 22 giờ sẽ là cú hích quan trọng, giúp thành phố có cơ hội thu hút nguồn khách lớn không chỉ trong dịp lễ. Theo như kế hoạch thì hiện nay, Ủy ban dân các quận huyện sẽ nghiên cứu đề xuất những cái địa điểm, cái khu vực đầu tư hình thành cái sản phẩm, các cái dịch vụ cũng như là kéo dài cái thời gian hoạt động lên, tập trung vào kêu gọi đầu tư trên 4 nhóm sản phẩm chính, đó là mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí nghệ thuật và tham quan du lịch. Quận đang kiến nghị thành phố đối với cơ chế về hoạt động của kinh tế dịch vụ kinh tế đêm, kéo dài cái thời gian hoạt động của các cơ sở dịch vụ để đảm bảo được cái hoạt động đó được xuyên suốt. Thì chúng tôi cũng cho rà soát, khảo sát và nhu cầu của người dân cũng như là cái hiện trạng về hoạt động cơ sở dịch vụ đó, thì trên cơ sở đó sẽ xây dựng đề án. Với những nỗ lực trong triển khai các hoạt động phục hồi du lịch song song với công tác đảm bảo phòng chống dịch, ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy du lịch thành phố phục hồi nhanh chóng và bền vững.
Nằm ở trung tâm vùng Việt Bắc, Thái Nguyên là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử và cách mạng, có nhiều nét văn hóa dân tộc đặc sắc. Đến với Thái Nguyên, du khách còn được thưởng thức hương vị đặc trưng của chè Thái, được hòa mình vào không gian mênh mang của những đồi chè xanh ngút ngàn và trải nghiệm những xanh lam thắng cảnh và những lễ hội văn hóa đặc sắc của mảnh đất thủ đô gió ngàn. Với 51 dân tộc anh em cùng sinh sống, Thái Nguyên là vùng đất giao thoa của nhiều sắc thái văn hóa dân tộc đặc sắc. Đồng bào các dân tộc nơi đây đều giữ được bản sắc riêng biệt của mình. Trong đó, phải kể đến điệu múa tắc xình của người Sáng Chai ở huyện Phú Lương và lễ cấp sắc của người Dao ở Đại Từ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến với Thái Nguyên, du khách không thể bỏ qua khu du lịch quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Nơi đây là vùng lõi của chiến khu Việt Bắc, là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng Tư lệnh chọn làm trung tâm căn cứ địa Việt Bắc. ATK Định Hóa được Đảng, Nhà nước ta khẳng định thuộc quần thể di tích chiến khu Việt Bắc quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20. Thái Nguyên còn có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đặc biệt khác như khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo tàng quân khu 1, bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, du lịch trải nghiệm qua những vùng chè hay du lịch khám phá hang động như chùa Hang, hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà, thác Khuôn Tát với những vẻ đẹp kỳ vĩ làm say đắm lòng người. Thái Nguyên thì luôn xác định du lịch là một cái ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Chính vì vậy là Thái Nguyên rất là mong muốn được có cái liên kết với các cái tỉnh, nhất là các cái tỉnh miền núi phía Bắc, để chúng ta tạo ra một cái sản phẩm du lịch có cái tính đặc trưng của vùng Việt Bắc để cùng kết nối với các cái sản phẩm du lịch của các cái vùng miền khác để tạo nên một cái đa dạng phong phú của cái du lịch của các cái tỉnh Việt Bắc nói riêng cũng như là du lịch của đất nước chúng ta nói chung. Trong những năm qua, Thái Nguyên đã kết hợp nhiều giải pháp để bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và kích cầu du lịch. Trong đó địa phương này đã tổ chức thành công nhiều sự kiện ý nghĩa và để lại tiếng vang lớn. Trong quý 1 năm nay, thị trường lao động Việt Nam vẫn hứng chịu tác động xấu do sự bùng phát lần thứ 3 của đại dịch COVID-19. Theo kết quả điều tra lao động việc làm quý 1 năm 2021 của Tổng cục Thống kê vừa công bố ngày 16 tháng 4, số người tham gia thị trường lao động giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 1 năm nay là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm sấp xỉ 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện vẫn còn 9,1 triệu người trong độ tuổi lao động chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1 tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Điểm sáng của thị trường lao động trong quý này là sự gia tăng thu nhập của lao động. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6,3 triệu đồng, tăng hơn 100.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện vẫn còn 3,5 triệu lao động làm công việc tự sản tự tiêu trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, trong đó 2/3 là nữ giới. Trong khi thị trường quay cuồng với cơn sốt đất ảo, Bộ Xây dựng cho biết quý 1 năm nay lượng giao dịch bất động sản chỉ bằng 70% quý 4 năm 2020, nhưng giá đất nền tăng nóng, giá chung cư tăng từ 5 đến 10%. Đặc biệt là giá đất nền có hiện tượng tăng nóng cục bộ ở một số địa phương như vùng ven Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận. Một số nơi có hiện tượng giá đất nền tăng gấp đôi. Theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam vừa đưa ra vào quý 1 năm 2021 tại Hà Nội, tỷ lệ hấp thụ các căn hộ bình dân đạt cao nhất 44,3%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Phân khúc căn hộ có giá bán trên 35 triệu đồng một mét vuông khó bán và tỷ lệ hấp thụ rất thấp, 15,3%. Ở phân khúc cao cấp xuất hiện tình trạng bán cắt lỗ của các nhà đầu tư, kể cả một số sản phẩm nằm ở các dự án chất lượng tốt. Xuất nhập khẩu cùng tăng trưởng khả quan trong quý đầu tiên của năm đưa quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 154 tỷ đô la Mỹ, vượt xa so với cùng kỳ năm 2020.
Với kết quả tăng trưởng khả quan, nhiều khả năng năm 2021, cả nước sẽ cán mốc kim ngạch xuất nhập khẩu 600 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, đối với lĩnh vực về xuất nhập khẩu, hiện nay Bộ Công Thương đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược mới về hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn sắp tới, vừa là để thay thế chiến lược 10 năm qua, đồng thời cũng là xác định hướng đi mới trong bối cảnh thế giới đã có nhiều thay đổi như hiện nay. Là những yếu tố về môi trường kinh doanh quốc tế, những yếu tố về địa lý, yếu tố về tự nhiên, cũng như là yếu tố về sản xuất, tác động của khoa học công nghệ. Đây sẽ là sự hỗ trợ lớn nhất, cơ bản nhất của Bộ Công Thương trong dài hạn. Hiện nay, việc quảng cáo bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua hình thức online, gọi điện thoại cho người tiêu dùng rất phổ biến. Tuy nhiên, một số tổ chức cá nhân lợi dụng hình thức bán hàng này để tư vấn, thổi phồng công dụng sản phẩm sai quy định của pháp luật. Nhiều trường hợp sản phẩm không có địa chỉ công ty, không có nơi bán hàng cố định. Khách đặt hàng được người giao hàng đưa hàng và thu hộ tiền cho người bán, không có hóa đơn bán hàng. Do vậy không rõ nguồn gốc sản phẩm để có thể truy cứu trách nhiệm khi sản phẩm không đúng như quảng cáo. Vì vậy, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng cảnh giác với các hành vi trên. Thưa quý vị và các bạn, từ trước năm 2015, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La không chỉ nóng về tình trạng vi phạm an ninh trật tự mà còn là địa bàn trung chuyển của những kẻ buôn bán ma túy từ Lào về. Với địa hình núi cao hiểm trở, đi lại rất khó khăn nên mảnh đất này được các đối tượng để mắt tới. Sau 5 năm trở lại đây, với sự nỗ lực của các ban ngành cùng sự quyết tâm của đồng bào, các bản làng nhỏ quyết tâm không có tội phạm về tệ nạn ma túy. Và đến nay, tình trạng thẩm lậu ma túy qua địa bàn xã đã gần như không còn. Đã từ 4 năm nay, gia đình bà Sòng Thị Tọng trở nên thân thiết với các chiến sĩ biên phòng đồn Trường Sơn. Bởi trong những năm qua, những người lính quân hàm xanh này đã giúp chồng bà và 4 người con ra khỏi danh sách ghi nhớ đặc biệt. Trước đây 5 người ở nhà, mỗi khi say rượu lại ra ngoài đánh nhau, rồi chơi với người xấu, vài ngày, cả tháng không về, chả biết đi đâu làm gì. Giờ biết làm nương rồi, không đánh nhau nữa, tối về nhà. Cũng như gia đình bà Tọng, gia đình anh Gư thuộc diện hộ nghèo của xã Tân Xuân. Để có tiền lấy vợ, anh Gư đã từng có ý định chứa chấp giúp các đối tượng móc ngoặc để đưa ma túy vào Việt Nam. Tuy nhiên, do được lực lượng biên phòng tuyên truyền giải thích, anh Gư đã từ bỏ ý định này. Mang về cũng được cho tiền đấy, nhưng biên phòng đã nhắc nhở và bảo làm là vi phạm pháp luật, có thể phải ngồi tù nên thôi. Rồi cũng được nhắc nhở thường xuyên nên không dám nữa đâu. Gặp gỡ đồng bào của chúng nhân tại địa bàn và tuyên truyền vận động để bà con hiểu rõ về cái công tác phòng chống dịch và không thể che giấu, rồi là sẽ phát hiện các đối tượng mà buôn bán ma túy thì có thể báo cáo tổ công tác. Xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có khoảng 80% dân số là người Mông. Trong số này đa số là hộ nghèo, dân trí thấp. Trước năm 2015, đây là địa bàn nóng của tình hình vi phạm an ninh trật tự và buôn bán ma túy. Nhưng khi lực lượng biên phòng phối hợp với huyện Vân Hồ thực hiện cuộc vận động chuyển hóa tình hình an ninh trật tự tại xã phức tạp, xảy ra nhiều vấn đề về an ninh trật tự, nhất là tội phạm và tệ nạn về ma túy, thì nơi đây đã có những chuyển biến tích cực. Tân Xuân là một cái địa bàn mà giáp cái đường biên giới giữa nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thế cho nên là cái thẩm lậu ma túy từ ở biên giới vào nội địa chúng ta cũng rất là lớn. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với đội biên phòng, trong đó thì giao cho các đồng chí công an huyện và công an xã phụ trách để phối hợp cùng biên phòng để giảm khó khăn. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng chức năng và sự đồng lòng của bà con địa phương, đến nay tình trạng thẩm lậu ma túy tại khu vực này gần như không còn. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự ổn định trở lại, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất, xây dựng cuộc sống bình yên. Xây dựng dữ liệu số, giảm giấy tờ và thủ tục hành chính là xu hướng tất yếu hiện nay. Vì vậy, làm căn cước công dân gắn chip cho mọi người, mọi địa phương đang được đẩy mạnh. Không chỉ triển khai tại phường, làm căn cước lưu động tại các điểm trường đã giúp dữ liệu được hoàn thiện nhanh hơn cũng như thuận tiện hơn cho mọi người, ghi nhận tại Hà Nội. Năm nào, lực lượng công an phường Cổ Nhuế và công an quận Bắc Từ Liêm cũng phối hợp với các trường trên địa bàn để tổ chức làm căn cước công dân lưu động cho học sinh từ đủ 14 tuổi. Năm nay, công tác này tiếp tục được triển khai với nhiều điều khác biệt.
Đối với năm nay thì tất cả các trường hợp mà các con đã có căn cước rồi thì các con vẫn sẽ cấp lại căn cước công dân chip để có thể hoàn thiện cái dữ liệu công dân cư về quốc gia. Sự phối hợp này giúp các em học sinh tiết kiệm thời gian, lịch trình học tập, sinh hoạt không bị rối loạn. Đặc biệt những công dân trẻ tuổi này sẽ nhận được sự hướng dẫn sát sao của cán bộ công an và giáo viên khi kê khai thông tin cá nhân. Trong thời điểm này thì nhân dân cả nước cũng đang làm căn cước công dân số hóa thì với các con cũng rất là thuận tiện trong tất cả cái việc kê khai và làm các thủ tục hành chính về cấp căn cước công dân cũng rất là thuận tiện. Đối với các em, trải nghiệm làm căn cước công dân lần này cũng rất đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành. Lần đầu tiên được làm căn cước công dân, em cảm thấy là mình đã trưởng thành hơn và có được sự công nhận của nhà nước trong việc trưởng thành của mình ạ. Việc làm căn cước công dân gắn chip hiện được đẩy nhanh, tiến tới hoàn thiện dữ liệu điện tử quốc gia về dân cư, giảm các giấy tờ, thủ tục hành chính cho người dân. Đặc biệt, đối với các em học sinh, việc làm căn cước công dân từ sớm sẽ giúp các em thuận lợi hơn trong các hoạt động sau này, như tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, tham gia các kỳ thi ngoại ngữ, du học và những giao dịch khác. Quản lý giám sát con vẫn luôn là một bài toán khó đối với nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt khi các hình thức giải trí trên Internet ngày càng phát triển. Nội dung xấu độc bủa vây trong khi chúng ta thì không thể bọc trẻ bằng tấm lưới an toàn 24/7. Dù các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc, thế nhưng việc thanh lọc môi trường mạng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Vậy đâu là hướng đi để hạn chế tác động từ clip xấu độc tới trẻ nhỏ? Giống như nhiều gia đình khác, anh Việt thường cho các con xem TV vào buổi chiều sau khi tan học. Tuy nhiên, anh luôn phải kiểm sát để tránh việc con truy cập vào clip xấu độc. Ví dụ như kiểu các cháu xem những kênh hoạt hình mà có cái nội dung xấu thì các cháu sẽ làm theo nên tôi rất là lo lắng. Nhận thấy việc giám sát gắt gao này là bất khả thi và cũng không hiệu quả, anh Việt đã tìm cách để con không quá phụ thuộc vào Internet. Với con gái đang lớn học lớp 2, bé được tham gia các trung tâm năng khiếu, học đàn, múa. Cha mẹ cũng tạo thêm các hoạt động để chơi cùng con lúc rảnh. Để chơi hoạt động cùng với mẹ là thể dục ạ. Con tập thể dục như thế con cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc hướng con đến các hoạt động giải trí khác không hề đơn giản, nhất là khi phụ huynh không làm gương. Đầu tiên đó là ở phía phụ huynh phải có sự thay đổi về cái cách gọi là mình phải làm hình mẫu, phải thay đổi thói quen của mình. Đôi khi mình cũng quen cầm điện thoại, chỉ là giải trí, cứ nghĩ giải trí là cầm điện thoại lướt Facebook hoặc vào xem đọc tin tức hoặc là xem phim, nhưng mà chính cái việc đó thì đôi khi làm cho trẻ nó cũng tự một cách tự nhiên nó học hỏi và cảm thấy là cái việc chính cái việc xem TV, xem điện thoại, xem iPad, xem đấy, đó là cái hình thức giải trí. Bên cạnh việc tạo ra nhiều sân chơi, nhiều hình thức giải trí cho trẻ, phụ huynh cũng phải cân nhắc đến quỹ thời gian của con. Cân đối thời gian sinh hoạt điều độ không chỉ giúp trẻ phát triển tốt hơn về thể chất, tinh thần mà còn hạn chế khả năng tiếp xúc với clip xấu độc. Trên nền tảng cung cấp clip phổ biến nhất hiện nay như YouTube, phụ huynh có thể sử dụng chế độ riêng cho trẻ nhỏ để ngăn ngừa nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, vẫn có các nội dung bạo lực, kích động trá hình, trò chơi thông thường để lọt qua các lưới lọc. Không thể phủ nhận tác động tích cực và những nội dung hữu ích trên Internet, thế nhưng ưu điểm này chỉ có thể phát huy khi người dùng đã được trang bị kỹ năng nhất định. Đối với trẻ nhỏ, trải nghiệm trên Internet cần sự hỗ trợ lớn từ phụ huynh. Ngày 20 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thái Dung, sinh năm 1998, ngụ tại phường 8, thành phố Đà Lạt khi pha trộn cần sa với trà sữa để bán cho thanh thiếu niên và du khách trên địa bàn. Trước đó, ngày 19 tháng 4, qua kiểm tra trên xe ô tô 7 chỗ trước một khách sạn đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, lực lượng công an phát hiện trên xe có một thùng xốp bên trong chứa 15 chai trà sữa. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 15 chai trà sữa đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy. Nguyễn Thị Thái Tùng khai nhận đã học cách pha chế trà sữa và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay trộn với trà sữa bán cho những thanh niên trên địa bàn và khách du lịch. Mỗi ngày bán khoảng 20 chai trà sữa với giá 150 đến 200 nghìn đồng trên một chai 500ml. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng cùng tang vật, đưa mẫu trà sữa trộn chất cần sa đi giám định để có cơ sở khởi tố Tùng về hành vi mua bán chất ma túy.
Vừa qua tại xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên và Công an xã Nà Ngịu đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Phương sinh năm 1966 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm một bánh heroin và gần 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy này của một người không rõ danh tính ở khu vực biên giới về để bán kiếm lời. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.